Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại đang có mặt tại cửa hàng xe máy Minh Trung. Đây sẽ là địa chỉ nè các bạn, 303-305 Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng nha. Đây là số điện thoại luôn. Có bán xe cũ trả góp nè, rồi có thu và trao đổi xe cũ luôn đó các bạn. Thì hôm nay mình ra đây để mình quay một lúc hai chiếc xe Future màu trắng. Cả hai phiên bản đều là phun xăng điện tử hết nha các bạn. Nhưng mà một chiếc sẽ là đời 2009 và một chiếc sẽ là đời 2008. Số điện thoại đó các bạn dùng để liên lạc mình thương lượng giá cũng như là về vấn đề trả góp đó các bạn ha. Bây giờ mình không đợi các bạn để lâu nữa, mình sẽ tiến ngay vào hai em nó ngay bây giờ. Cả hai đều là phiên bản màu trắng tinh tươm luôn, trắng tươi. Đương nhiên là đời 2009 nó sẽ hơi khác đỉnh với đời 2008 nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Bây giờ mình tiến đến con đời 2008 này trước đi ha. Hôm nay mình sẽ cùng lúc quay hai chiếc xe này luôn, màu trắng, vì hôm trước cũng có bạn yêu cầu mình. Và cũng vừa lúc là cửa hàng vừa về thêm một chiếc xe màu trắng nữa, cho nên mình kết hợp luôn với con màu trắng hôm trước. Mình quay luôn một lượt một cho các bạn xem luôn ha. Cái phần đầu máy nè các bạn. Đây. Rất là sạch nha các bạn. Cái phần lốp máy phía bên này á rất đẹp nữa các bạn, còn rất đẹp luôn. Phần gấp đó các bạn cũng còn rất đẹp luôn nè các bạn. Biển số đó các bạn. Chút nữa mình sẽ đề máy cùng lúc cả hai em cho các bạn nghe luôn ha. Đời 2007 các bạn ơi, chứ không phải là 2008 nha. Lúc đầu mình nói là 2008 đúng không các bạn, nhưng mà thực tế là nó là 2007, mình nhầm. Xin lỗi các bạn nha. Phần lốc máy phía bên này thì nó không đẹp bằng phía bên kia. Mà xem nè, thường mình thấy là như vậy đó các bạn, chiếc nào cũng vậy. Lốc máy phía bên này nó không đẹp bằng bên kia, không hiểu tại sao luôn. Đầu là 20 đó các bạn.
bình xăng còn khá là đẹp các bạn ha. Rồi chút xíu nữa mình quay trở lại với em nó, mình sẽ quay luôn, mình sẽ nổ máy một lúc. Đây sẽ là chiếc đời 29 nha các bạn. Đời 29 tem lớn ha. Cái đầu bò nè các bạn. Thì đa phần xe mình quay thì cái đầu bò con nào cũng đẹp hết. Rất là sạch. Đây, phần bên này cũng vậy nè. Còn rất là đẹp luôn. Phần góc sau rất là đẹp nè các bạn ha. Cái này chỉ là do bụi thôi, chảy nước nó băng vào đó các bạn. Đây là biển số ha. Đầu số là 300 đó các bạn. Mình nghĩ đây là đời cuối 29 rồi. Đời cuối 29 đó. Cái phần lốp máy phía bên này á, nó cũng không đẹp bằng phía bên kia. Rồi, để máy nha các bạn. Đời 27 nè các bạn nghe tiếng máy nè ha.
vàng bây giờ là đời 2 lá 9 nè các bạn. Mình nghe tiếng bồ con 2 lá 9 này có phần làm như là nó ấm hơn đó các bạn. Các bạn thấy sao? Mình thấy hình như đời 29 này nó êm hơn, ấm hơn á. Đó, có 207 đó các bạn. Các bạn thấy về phần ngoại hình á thì con 209 này cái màu trắng nó nhiều hơn. Cái màu xám nó chỉ có bao nhiêu thôi ha. Còn con 2007 này á thì màu xám nó nhiều hơn nữa các bạn. Cái vẩn nè, cái yếm nè. Cái chỗ này cũng là màu đen luôn. Còn con 209 á nó đều màu trắng hết đó các bạn. Đó. Rồi, bạn nào mà có quan tâm đến hai em này á thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại này 0949147167. Cửa hàng có thu và bán xe cũ trả góp và có bao gút bộ cho các bạn luôn. Hỗ trợ gút bộ cho những bạn ở tỉnh xa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video này ở đây. Xin chào các bạn nha.